Chào quý khách hàng, em là Lộc, nhân viên của nhà Yến Đăng Thiên. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng bộ thăm mưa cơ AXT001 của Audax. Và đặc biệt hơn khi sử dụng chung với âm ly AXM11 800 loa. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết hơn về cách sử dụng bộ thăm mưa Audax AXT001. Sau đây em sẽ chỉ mọi người cách kết nối. Đây là cổng cấp nguồn của bộ thăm mưa. Mình sẽ kết nối vô cổng input của âm ly AX11. Em sẽ sử dụng loa AX61 cổ điển để test thử cho mọi người. Với cực dương của loa mình sẽ kết nối vào cực âm của bộ thăm mơ. Còn cực âm của loa mình sẽ kết nối vào cực dương của âm ly. Và mình sẽ có một sợi dây gờ riêng để kết nối giữa âm ly và thiết bị hẹn giờ. Đây là cực dương của thiết bị hiện giờ. Mình sẽ kết nối vào cực âm của âm ly. Với mỗi bộ thăm mơ hiện giờ nó sẽ đi kèm theo một cuốn sách hướng dẫn để mọi người cách kết nối dây giữa loa và âm ly và thiết bị hiện giờ. Và sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết hơn về cách hẹn giờ trên bộ thăm mơ. Tiếp theo sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách hẹn giờ trên bộ thăm mơ. Mình sẽ chọn giờ cố định cho nó, chọn vào lock. Bây giờ là 3:40. Mình sẽ để là 15 giờ. Mình sẽ chỉnh chế độ là hiện giờ là 5 phút. Để ngắt quãng. Mình sẽ tạm ngưng nó trong vòng 5 phút. Rồi, Enter. Thời gian ngắt quãng của mình khi nãy cài là từ
15:45 đến 15:50. Khi đúng 3:50 thì lo sẽ hoạt động trở lại, nó sẽ ngắt quãng trong vòng 5 phút. Nếu muốn mọi người muốn cài đặt lại bộ hẹn giờ này thì mình chỉ cần nhấn nút reset ở phía trên thông minh này. Mình sẽ tìm một que tăm hoặc một cái vật nhọn gì nhỏ để đâm vào. Đó, sau đó sẽ hiện reset.